Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Anh Em Việt Nam, và các bạn thấy trên bàn mình hôm nay là một bộ sưu tập những anh hùng đến từ Marvel Studio. Chúng ta có Iron Man, chúng ta có người nhện, chúng ta có Captain America, chúng ta có búa Thor, và đây thì mình đang có bàn tay Thanos. Nhưng những thứ này hôm nay thì dẹp đi, và chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến một thứ thôi, đó chính là chiếc Oppo Avenger phiên bản Limited Edition mà mình đã có ở đây. Không những có máy mà mình có luôn cả một cái hộp nữa, và đây là hai con máy riêng biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái chiếc Oppo Avenger này để xem rằng là ngoài cái ngoại hình như thế này thì nó có khác biệt gì so với những chiếc Oppo F11 Pro phiên bản thông thường hay không nhá. Nói đùa thôi, bộ này không phải của mình đâu, mượn của Phước để sợi đấy. Và đây là hộp của chiếc Oppo F11 Pro Avenger. Mình sẽ mở ra. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có ở đây một cái bộ sưu tập các cái biểu tượng của siêu anh hùng trong Marvel Studio. Đầu tiên thì búa Thor thì các bạn sẽ biết đây là của Thor rồi. Chúng ta sẽ có khiên của Captain America. Chúng ta có biểu tượng của đây Iron Man Ten. Ở đây là của Black Widow. Chúng ta sẽ có biểu tượng của Hulk. Và cuối cùng thì đây sẽ là biểu tượng của anh hùng xạ điêu. Đùa thôi thì đây chính là biểu tượng của Hawkeye. Và mình thích nhất trên cái tấm này đó là các bạn sẽ thấy mình sẽ có thể nhấc được cái cục này ra. Vừa nãy anh kia anh nhấc ra kiểu gì dễ dàng. Đây, đó, bên dưới chúng ta sẽ có thêm biểu tượng của Avenger Endgame. Tiếp theo ở dưới chúng ta sẽ có thêm một chiếc Oppo F11 Pro phiên bản Avenger. Ở đây thì mình sẽ có tận hai chiếc. Bỏ qua cái chiếc máy này đi, chúng ta sẽ tới với nó sau. Đến với bộ phụ kiện, chúng ta sẽ có đây sợi cáp sạc với chuẩn micro USB hỗ trợ vốc này. Chúng ta sẽ có cục sạc, nhìn nó lớn hơn một chút so với cục sạc thông thường trên cái phiên bản Oppo F11 Pro thông thường. Nhưng mà nguồn sạc nó vẫn sẽ chỉ là 5V và 4A mà thôi. Rất tiếc là chúng ta sẽ không được hỗ trợ super vốc trên cái chiếc máy này, bởi vì nó cũng sẽ chỉ là một chiếc máy dòng F mà thôi. Tiếp theo thì vẫn sẽ là một cái tai nghe như phiên bản thông thường. Điều đặc biệt ở đây đó là với cái case trên cái phiên bản này thì nó đã khác biệt hoàn toàn. Nó đã được làm đẹp hơn, nó trông xịn sò hơn hẳn với cái logo của Avenger được dập chìm dưới đây. Chúng ta sẽ có cái thiết kế bên ngoài nó được phủ lên một lớp giống kiểu lớp da ấy, mà mình không biết là da thật hay không. Bên trong thì được lớp nhung để có thể là tránh được trầy xước cho mặt lưng của chiếc Oppo F11 Pro. Ở đây nữa, các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng giống như kiểu cái khiên của Captain America. Nhưng khi các bạn mở nó lên này, đó, chúng ta có thể xỏ tay vào để có thể cầm nắm chiếc máy này sử dụng một tay một cách dễ dàng hơn. Thì đây là một cái thiết kế mình thấy rất là thông minh trên cái chiếc ốp của chiếc Oppo F11 Pro mà Oppo mang lại cho chúng ta. Bên dưới này thì có lẽ cuối cùng sẽ chỉ là hộp sách hướng dẫn sử dụng và que chụp sim mà thôi. Không biết có ký tên của ông nào bên Avenger ở trong này không. Đến với bộ ba chiếc máy mà mình đã có ở đây thì từ trái qua phải sẽ là Oppo F11 Pro thông thường. Chúng ta có Oppo F11 Pro Avenger và đây cũng sẽ chính là cái phiên bản Avenger nữa. Bởi vì mình có tới hai chiếc máy lận thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh một cách nó dễ dàng hơn. Với chiếc Oppo F11 Pro thông thường thì bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái mặt lưng màu xanh như nó là xanh ngọc. Còn với cái phiên bản Avenger thì chúng ta sẽ có một cái màu xanh nó kiểu là xanh nước biển. Nhưng cái màu xanh này thì nó không xanh thuần giống như kiểu cái mặt lưng của chiếc Oppo F11 Pro thông thường, mà nó sẽ kiểu là ở giữa xanh này và dần dần nó sẽ đậm sang phần hai bên rìa, và cuối cùng ở cái phần mà bo cong như thế này thì nó sẽ sang hẳn là cái màu đen. Từ đó thì khi các bạn nhìn vào sẽ có cái hiệu ứng thị giác nó đẹp hơn. Cùng với đó thì trên cái mặt lưng của chiếc Oppo F11 Pro phiên bản Avenger, các bạn cũng sẽ có biểu tượng chữ A, và chúng ta cũng sẽ có những cái vân kiểu là vân tổ ong ở đây để tạo ra một cái sự phá cách, một cái sự đặc biệt hơn cho cái mặt lưng của chiếc máy này. Nói chung rằng là cái mặt lưng của chiếc Oppo F11 Pro phiên bản Avenger này nó rất là đẹp mà mình không thể nào mà diễn tả thành lời được. Và chúng ta sẽ có đây cụm camera và cũng như là vị trí vân tay y chang như phiên bản F11 Pro thông thường. Nhưng mà cái phần viền này thì đã được làm khác khi mà nó sẽ là cái phần viền màu bạc, chứ nó không còn được mạ vàng như trên cái phiên bản này nữa. Giá như mà Oppo vẫn mang lại chúng ta cái viền vàng này thì nó sẽ có một sự gì đó nó sang trọng hơn cho chiếc máy. Ngoài ra thì ở trên đây cái vị trí của cái cụm camera này thì các bạn cũng sẽ được khắc lên một cái biểu tượng của Avenger rất là đẹp mắt. Có lẽ là ở cái mặt lưng này thì nó sẽ chỉ khác biệt nhau như thế thôi. Có một chi tiết đó là chúng ta sẽ không còn cái chữ design by Oppo ở trên cái mặt lưng này nữa, và chúng ta sẽ chỉ có cái logo Oppo mà thôi. Đến với một chi tiết khác mà nó khác biệt với chiếc Oppo F11 Pro thông thường thì các bạn có thể thấy ở đây, với nút nguồn của chiếc Oppo F11 Pro phiên bản Avenger, chúng ta sẽ có màu đỏ, cùng với đó là ở giữa sẽ là một thanh màu xanh để tạo ra một sự tương phản cũng như là tạo ra được một cái sự khác biệt, giúp cho các bạn có thể nhìn vào một cái là chúng ta đã biết được nút nguồn ngay. Thì đó cũng là một cái chi tiết để cho các bạn có thể là hào hứng hơn, hứng thú hơn khi mà sử dụng cái phiên bản Avenger như thế này. Đến với phần mặt trước của chiếc Oppo F11 Pro Avenger này thì sao ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phần màn hình khóa như thế này, mình sẽ khóa nó lại. Đó, các bạn sẽ có một cái hình nền Avenger rất là đẹp mắt ở đây.
Và chúng ta khi mở khóa ra thì tất nhiên bên trong cũng sẽ là hình nền Avenger và nó sẽ chìm hơn một tí để tạo ra sự tương phản với cái những cái biểu tượng icon trên màn hình như thế này. Nhưng mà ở cái điểm này thì mình lại không thích một cái, đó chính là hình nền chúng ta có hình nền Avenger thật, máy là máy Avenger thật, nhưng mà những cái biểu tượng này thì Oppo vẫn giữ nó là biểu tượng thông thường. Và khi mà mình so sánh những cái biểu tượng này với biểu tượng của chiếc Oppo F11 Pro thông thường ạ, thì các bạn sẽ thấy là nó chả khác biệt gì nhau. Thì đây là một điểm mà mình thấy khá là khó hiểu, khi mà Oppo ra một chiếc máy nó gọi là phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt, thì tại sao họ không bỏ công ra thêm một tí nữa để tùy biến lại những cái icon này. Ví dụ như đây là mặt thằng Cap, đây là mặt của Iron Man và đây là mặt của gì đó, thì chúng ta sẽ có những cái sự khác biệt hơn so với những chiếc máy thông thường. Còn lại những thứ khác thì chiếc Oppo F11 Pro phiên bản Avenger này cũng giống như phiên bản bình thường mà thôi, vẫn là màn hình 6.5 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tỷ lệ 19.5:9 panoramic. Chúng ta sẽ có con chip Helio P70 6GB sạc nhanh Vox 3.0 và quạt pin là 4000 mAh. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc Oppo F11 Pro phiên bản Limited Edition Avenger như thế này. Và hiện tại thì mình vẫn chưa rõ mức giá của nó là bao nhiêu, bởi vì là khi mà mình quay cái video này á thì chiếc máy này vẫn chưa được ra mắt chính thức tại Việt Nam. Và theo các bạn thì chiếc máy này sẽ xứng đáng với mức giá là bao nhiêu? Xin mời comment để lại cái dự đoán các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video này nhá. Và có lẽ là khi mà ra cái video này thì mức giá cũng có rồi nữa. Thôi chúng ta sẽ cũng hãy cứ đoán bừa đi để xem rằng là bao nhiêu bạn đoán mò trúng. Và video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. 1.5 triệu này, 3 triệu này. Nói chung là khá nhiều thận trên bàn mình đấy. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.